Siêu bão Molep càn quét Philippines, chuẩn bị tiến vào Việt Nam. Chiều 25 tháng 10, bão Molep, tên gọi ở Philippines là Quinta, đổ bộ nhiều khu vực Philippines, bao gồm đảo San Miguel, thành phố Tabaco, tỉnh Anbay, thành phố Malinao, tỉnh Anbay và thành phố San Andres, tỉnh Quezon. Đến rạng sáng 26 tháng 10, bão Molep tiếp tục đổ bộ thành phố Torrijos, tỉnh đảo Merindup và thành phố Poler, tỉnh Oriental Mindoro. Theo Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines, PAGASA, sáng nay bão Molep ở gần Socorro, Oriental Mindoro, sau đó băng qua đảo Mindoro, tiến vào Biển Đông. Siêu bão Molep càn quét nhiều địa phương ở Philippines. Ảnh, Tân Hoa xã. PAGASA cho biết, bão Molep đạt sức gió tối đa 125 km/h, giật 180 km/h. Molep duy trì sức gió này khi càn quét qua đảo Mindoro, sau đó mạnh trở lại trên Biển Đông, và đạt cường độ cao nhất trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Trước dự báo bão Molep sẽ gây mưa diện rộng và sạt lở đất trên khu vực phía nam đảo Luzon, giới chức Philippines đã sơ tán gần 1.800 dân. Tại các tỉnh thuộc vùng Bicol, 532 gia đình với 1.789 người đã được sơ tán tới nơi trú ẩn. Trong khi đó, nhiều hoạt động du lịch biển ở vùng Calabazon bị hủy bỏ, 622 người bị mắc kẹt tại các cảng vì gió mạnh. Sáng 26 tháng 10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 115 đến 135 km/h, giật cấp 14. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 115 đến 135 km/h, giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, 115 đến 150 km/h, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Ha ha ha, 问什么的说呵。